Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 12 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục tình trạng cán bộ y tế nghỉ việc. Quảng Nam tập trung giải quyết tình trạng ngập úng tại các khu đô thị. Quảng Nam tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại các khu cụm công nghiệp. Tỉnh Bình Dương đang cần 25.000 lao động cho mùa Tết. Thưa quý vị, sáng qua, Diễn đoàn trực tuyến quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ 3 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Chủ đề của diễn đàn năm nay là chuyển đổi số, động lực phục hồi và phát triển kinh tế. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì diễn đàn. Tại đầu cầu Quảng Nam có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu dự. Diễn đàn bao gồm hai phiên tham luận, chủ yếu bàn về các giải pháp công nghệ số được các doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số ứng dụng hiện nay nhằm giúp các ngành, lĩnh vực kinh tế phục hồi và phát triển bền vững trong và sau đại dịch COVID-19. Trong phiên tọa đàm, thông qua các tham luận, đại diện bộ, ngành, doanh nghiệp tập trung bàn về giải pháp chuyển đổi số, tạo đột phá giúp các ngành, lĩnh vực kinh tế sớm phục hồi, phát triển bền vững trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Bài toán chuyển đổi số với nhiều giải pháp được thảo luận một cách cụ thể ngay trong từng ngành, từ du lịch, logistics, nông nghiệp, y tế đến năng lượng. Năm 2021, nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đã chuyển sang nghiên cứu làm chủ các công nghệ mới như 5G, AI, Big Data. Diễn đàn sẽ là nơi chia sẻ truyền cảm hứng, đề xuất giải pháp, ý tưởng đột phá, huy động và tập hợp nguồn lực của cả xã hội để phát triển hàng chục, hàng trăm nghìn doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế số chiếm 20% GDP vào năm 2025. Giải trình tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 về giải pháp đồng bộ căn cơ chống ngập úng tại Tam Kỳ và các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam Nguyễn Phú cho biết diễn biến phức tạp của thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu, nhất là từ năm 2018 đến nay, ngày càng gia tăng, không những ngập lụt cho các đô thị mà còn gây sạt lở đất, triều cường, xói lở bờ biển, bờ sông ngày càng nghiêm trọng. Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng nghiên cứu đề tài, đánh giá diễn biến ngập lụt và đề xuất giải pháp ứng phó ngập lụt thành phố Tam Kỳ trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu, nhằm tìm ra các nguyên nhân và đưa ra những giải pháp thiết thực đưa vào công trình thực tiễn, nhằm giảm ngập một cách bền vững cho thành phố Tam Kỳ. Các giải pháp được đưa ra là cần hạ thấp mực nước lũ trên sông Bàn Thạch, đoạn chảy qua thành phố bằng cách nghiên cứu phân lũ. Mới đây, tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh cho biết, không riêng gì ở thành phố Tam Kỳ mà các thị tứ, thị trấn, khu đô thị, khu đông dân khác trên địa bàn tỉnh cần phải có giải pháp hữu hiệu hơn cho từng địa phương. Chúng ta phải xem xét để giải quyết cái bài toán về ngập lụt đô thị. Mỗi đô thị nó có một cái đặc trưng riêng, một cái điều kiện tự nhiên riêng và một cái điều kiện về phát triển hạ tầng riêng nó dẫn đến vấn đề ngập lụt. Cộng với đó là những cái tác động của thiên tai, của thời tiết, của khí tượng, thủy văn, vân vân. Thì mỗi đô thị như thế chúng ta sẽ có một giải pháp. Nhưng nguyên tắc là chúng ta phải giải pháp, giải quyết gì thì giải pháp, nhưng mà phải tiết kiệm tối đa ngân sách nhà nước và phải tìm các cái giải pháp là thích ứng với thiên tai, với biến đổi khí hậu, với điều kiện tự nhiên. Chứ chúng ta không thể chống lại cái đó. Chống lại thì không có cái nguồn lực nào để có thể chống được. Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ đoàn viên người lao động thuộc diện F0, F1 theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Sáng qua, Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ cho công nhân người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn IS Vina, khu công nghiệp Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ. Cuối tháng 11 năm 2021, công ty IS Vina phát hiện 23 trường hợp dương tính với COVID-19, cùng với đó là 86 F1 tiếp xúc gần và hàng trăm trường hợp F2. Nhằm chia sẻ những khó khăn với người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Tam Kỳ đã trao hỗ trợ số tiền 69 triệu đồng cho 23 trường hợp công nhân là F0, trao hỗ trợ số tiền 53 triệu đồng cho 53 trường hợp F1 phải đi cách ly y tế tập trung, 159 triệu đồng cho 318 đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng cách ly y tế có hoàn cảnh khó khăn và 28 triệu đồng cho 40 trường hợp đoàn viên là phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ nhưng phải thực hiện cách ly y tế. Thành phố Hội An vừa tổ chức tổng kết dự án bảo tồn và sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh trên cơ sở giao quyền cho cộng đồng. Trong 10 năm qua, dự án do Quỹ Môi trường Toàn cầu, chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam đã giúp bảo tồn phát huy hiệu quả giá trị hệ sinh thái rừng dừa nước, tạo điều kiện để cộng đồng phát triển bền vững.
Từ năm 2001, các dự án đã giúp xã Cẩm Thanh trồng phục hồi được 30 ha rừng dừa nước mới, giao quyền quản lý hệ sinh thái 25 ha cho người dân địa phương, hỗ trợ phát triển đội ngũ thuyền thúng phục vụ du lịch lên hơn 1.000 thuyền. Qua thời gian phục hồi, rừng dừa nước Cẩm Thanh hiện có diện tích khoảng 120 ha. Hiện nay, rừng dừa Cẩm Thanh góp phần rất lớn trong xói lở, là nơi tàu thuyền tránh bão, tạo môi trường thuận lợi, giúp hệ sinh thái động thực vật phát triển, tạo sinh kế cho người dân cũng như chứa đựng tiềm năng lớn, phát triển du lịch sinh thái, du lịch học tập. Dịp này, các bên liên quan cũng thể hiện cam kết, dù dự án này khép lại nhưng sẽ tiếp tục có các giải pháp, chương trình để phát huy bền vững các kết quả đã đạt được qua 10 năm bảo tồn, phát triển hệ sinh thái rừng dừa nước Cẩm Thanh. Ban quản lý khu sinh quyển Cù Lao Chàm Hội An ký kết hợp tác ghi nhớ về du lịch học tập cộng đồng với Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2021, thời gian qua Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, nỗ lực đưa luật cảnh sát biển đi vào cuộc sống, góp phần thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trong giai đoạn 2019-2021, Bộ Tư lệnh Vùng đã cấp phát hơn 2.000 cuốn sách, trên 25.000 tờ rơi, 4.600 đầu sách, 3.500 sổ tay có nội dung tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam cho ngư dân các tỉnh thuộc địa phận hoạt động của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Bên cạnh đó đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 41 hội nghị tuyên truyền phổ biến luật cảnh sát biển Việt Nam cho trên 20.000 lượt người. Thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 sẽ đổi mới hình thức, tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, trong từng bối cảnh cụ thể để đáp ứng mục tiêu đề án đặt ra. Hội chữ thập đỏ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. 5 năm qua, Hội chữ thập đỏ thị trấn Nam Phước triển khai thực hiện nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, thực sự là địa chỉ tin cậy, nơi kết nối và sẻ chia những tấm lòng nhân ái. Theo đó, phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, huy động gần 5.500 suất quà trị giá 5,6 tỷ đồng, trợ giúp các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn liền với một địa chỉ nhân đạo. Vận động người con quê hương làm ăn sinh sống trên mọi miền đất nước, nhất là các doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhận hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên cho 112 trường hợp khó khăn, xây dựng nhiều ngôi nhà nhân đạo với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng. Công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện được triển khai ngày càng sâu rộng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu, phục vụ cấp cứu và điều trị. 5 năm qua, đã vận động hiến hơn 500 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu trên giao. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn đang phối hợp tổ chức hỗ trợ sinh viên, thanh niên công nhân khó khăn về quê dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, chương trình tặng hơn 3.200 vé máy bay, ô tô, vé tàu khứ hồi, lượt đi lượt về cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng và chịu thiệt hại bởi dịch COVID-19 trong năm 2021 về quê đón Tết Nguyên đán. Ngoài ra, còn có đối tượng là người thân, gia đình các thanh niên công nhân, người lao động được tuyển chọn tham gia chương trình sẽ được ban tổ chức chương trình tặng kèm vé cho gia đình, tối đa một vợ hoặc chồng và hai con về quê đón Tết. Sáng qua, tại khu di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tuổi trẻ huyện Duy Xuyên tổ chức ra quân trồng cây gây rừng, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp cho khu đền tháp. Tại đây, các bạn đoàn viên thanh niên ở 5 xã khu Tây gồm Duy Hòa, Duy Châu, Duy Tân, Duy Thu, Duy Phú và Ngân hàng MB chi nhánh Duy Xuyên tham gia trồng 1.000 cây dổi, lim, gõ tại khu vực nhà đôi. Các bạn đoàn viên chia ra từng đội, nhóm nhỏ để đẩy nhanh tiến độ công việc cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên trong lĩnh vực bảo vệ di sản thế giới của nhân loại. Khi trồng cây xanh trong di sản thì thứ nhất là bảo vệ rừng, đa dạng sinh học và thứ hai là tạo cho cái cảnh quan nó được xanh sạch đẹp hơn. Trong những năm qua, để bảo vệ khu vực rừng tự nhiên với diện tích hơn 1.100 ha ở Mỹ Sơn, tuổi trẻ Duy Xuyên nói chung và Mỹ Sơn nói riêng đã trồng hàng chục hecta cây bản địa. Hiện nay trong khu vực rừng cảnh quan khu di sản có nhiều loài cây như lim xanh, chò, huỳnh đàn, gõ phát triển rất tốt. Qua 5 năm, có loại cao tới chục mét, nhiều khu vực trở thành địa điểm dã ngoại cho du khách. Chi đoàn ban quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn cũng đã tổ chức nhiều công trình thanh niên trồng rất là nhiều loại cây, ăn trái các loại tại khu G dọc đường AF.
Qua những cái phần việc cụ thể như thế thì tuổi trẻ trại chi đoàn ban quản lý di sản Hối Mỹ Sơn cũng đã phần nào góp sức tô điểm màu xanh trong lòng di sản và làm cho cảnh quan môi trường tự nhiên ở Mỹ Sơn thêm xanh sạch đẹp. Thực hiện đề án trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo quyết định số 524 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay toàn huyện Duy Xuyên đã trồng 306.000 cây xanh tại các khu di sản, di tích, tuyến đường giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa. Trong đó, các cấp bộ đoàn và các đoàn viên thanh niên toàn huyện Duy Xuyên phát huy lòng nhiệt tình, trách nhiệm, sức trẻ và sự sáng tạo của mình, tham gia trồng 10.000 cây xanh các loại. Thời gian tới thì đoàn viên thanh niên sẽ tiếp tục hưởng ứng cái chủ trương của cấp trên cũng như là của huyện góp cây xanh để giữ rừng, giữ đất của quê hương. Thông qua hoạt động trồng cây bảo vệ môi trường, tuổi trẻ huyện Duy Xuyên mong muốn tạo được sự lan tỏa trong tất cả các tầng lớp nhân dân để cùng chung tay xây dựng một Việt Nam xanh, đồng thời tạo điều kiện cho đoàn viên phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của mình trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện vì môi trường, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó đề nghị Bộ Y tế cần có giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục tình trạng không ít cán bộ y tế nghỉ việc, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 1.000 nhân viên y tế nghỉ việc và xu hướng nghỉ việc trong lĩnh vực y tế tiếp tục gia tăng. Rất nhiều yếu tố khác nhau đã tác động đến quyết định thôi việc của những người nơi tuyến đầu chống dịch, trong đó có áp lực công việc, thu nhập, khủng hoảng tâm lý. Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chủ trì tổ chức lễ tôn vinh và khen thưởng các thầy thuốc trong tháng 12 này. Qua phân tích của ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng, việc đi học trực tiếp của học sinh lớp 1 gặp nhiều khó khăn như thiếu giáo viên, nhiều học sinh giáo viên ở khu vực cấp độ 3 và mức độ 3 không thể đến trường. Giáo viên vừa dạy trực tiếp vừa dạy trực tuyến. Đặc biệt qua thăm dò, đa số ý kiến của phụ huynh không đồng tình cho con học lớp 1 đi học. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tạm dừng việc đi học trở lại của học sinh lớp 1 từ ngày 13 tháng 12. Trong thời gian tới, ngành giáo dục địa phương sẽ có phương án tổ chức thí điểm học trực tiếp và trực tuyến. Thưa quý vị, để đạt mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, cũng như hoàn thành các đơn hàng còn lại trong năm, hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang cần tuyển dụng thêm trên 25.000 lao động. Bên cạnh những chính sách ưu đãi của doanh nghiệp dành cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh cũng đã liên tục tổ chức các sàn giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối với các tỉnh, thành, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung và Tây Nguyên, kể cả phía Bắc, để tìm kiếm nguồn lao động, đáp ứng tốt nhu cầu của các doanh nghiệp trong tình hình hiện nay. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương, sau khi trở lại trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh đã triển khai lại công tác tuyển dụng nhân công để phục vụ sản xuất cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới. Dự kiến số lao động các doanh nghiệp cần tuyển là khoảng 25.000 người. Em muốn kiếm công việc làm ổn định từ đây tới cuối năm để trang trải cuộc sống. Công ty nào cũng được nhưng mà lương ổn là được. Do nhu cầu đơn hàng cuối năm rất nên là công ty chúng tôi cần tuyển dụng các bộ phận khoảng số lượng công nhân khoảng 1.000 người. Ngoài ra tuyển dụng ở khu công việc này thì công ty chúng tôi có tuyển dụng thêm các trang thông tin lao động giới thiệu việc làm, trang thông tin Facebook. Rồi cuối năm thì lao động do là cần rất nên là mọi người có thể đến ứng tuyển ở công ty chúng tôi. Để thu hút lao động, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã đưa ra các chế độ chính sách rất hấp dẫn như lương cơ bản, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, phụ cấp chuyên cần, thâm niên, hỗ trợ nhà trọ, xăng xe, hỗ trợ nuôi con dưới 6 tuổi, hỗ trợ tiền xe từ quê nhà ra Bình Dương. Để giúp doanh nghiệp giải cơn khát lao động, tỉnh Bình Dương cũng đã phối hợp với các tỉnh thành để tổ chức đón công nhân quay trở lại Bình Dương làm việc. Thưa quý vị, từ cuối tháng 11 đến nay, tại các khu cụm công nghiệp, trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đã xuất hiện các ca bệnh COVID-19, mà đa phần là ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trước tình hình trên, các doanh nghiệp siết chặt hơn công tác phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất thích ứng với tình hình mới. Ngay sau khi ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn IS Vina, cụm công nghiệp Trường Xuân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương đã ngay lập tức phong tỏa địa điểm, công ty ngừng hoạt động sản xuất ít nhất trong thời gian 7 ngày. Chợ tạm ngay cạnh công ty cũng ngừng buôn bán. Công tác truy vết, giám sát các F1, F2 liên quan đến 3 ca F0 đầu tiên của công ty đã được tổ giám sát cộng đồng địa phương triển khai khẩn cấp.
công tác khoanh vùng cách ly được thực hiện nhanh chóng nên không xuất hiện thêm ca bệnh nào tại đây. Ngày 6 tháng 12, công ty đã trở lại hoạt động. Khi phát hiện tại khu phố là có phát hiện một F0, và trong đó là có gia đình là có 2F1. Nên cái tổ vận động đó trực tiếp đi xuống gia đình vận động. Tổ đã đến động viên gia đình và nhắc nhở là cái ly tại nhà ta vận động. Còn về công tác tuyên truyền thì nói chung tổ giám sát cộng đồng cũng như là ban vận động chỉ độ phòng chống Covid đã trực tiếp là vận động bà con không nên tập trung đông người và tiếp xúc những hộ có liên quan đến F1 và F0. Khi nhận được tin thì ban chỉ đạo kích hoạt mức độ cao nhất đối với việc phòng chống dịch, trong đó có vai trò tổ giám sát cộng đồng phát huy tốt, báo cáo kịp thời các trường hợp mà cách ly không đảm bảo để ban chỉ đạo kịp thời xử lý. Trước tình hình dịch COVID-19 xuất hiện tại khu công nghiệp, các doanh nghiệp đã nâng cao cảnh giác hết mức. Đặc biệt đây là thời điểm cuối năm nên các công ty phải triển khai ngay nhiều biện pháp quyết liệt để đảm bảo an toàn cho người lao động, sản xuất không bị đình trệ để kịp tiến độ giao hàng cho các đối tác. Tại công ty cổ phần May Trường Giang, bên cạnh thực hiện nghiêm phương án phòng dịch đã xây dựng, công ty liên tục phát khẩu trang miễn phí cho công nhân, đảm bảo khoảng cách trong quá trình sản xuất và đặc biệt kêu gọi 400 công nhân của công ty nêu cao ý thức bản thân trong phòng chống dịch. Theo tình hình dịch rất là diễn biến phức tạp, cho nên là riêng bản thân tôi cũng đã đi làm giữ an toàn, thực hiện nghiêm về vấn đề 5K ở công ty quy định ra. Đó là một việc rất là an toàn cho bản thân và an toàn cho những chị em trong công ty. Tôi thực hiện làm đi ra các địa phương khác là khai báo y tế và giữ an toàn cho bản thân cũng như cho tất cả các chị em trong công ty. Thì đối với công ty cổ phần May Trường Giang của chúng tôi thì xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người lao động và đến cái hoạt động của doanh nghiệp. Do vậy là chúng tôi thực hiện theo cái sự hướng dẫn của tỉnh cũng như của thành phố về xây dựng các phương án để phòng chống dịch. Trong đó thì thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch. Chúng tôi làm tốt cái công tác tư tưởng cho người lao động. Bởi hơn ai hết, người lao động là người phải thực hiện cái nhiệm vụ và cái phòng dịch tốt nhất. Nghiêm túc thực hiện phương châm một cung đường hai điểm đến, từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà, quy tắc 5K, chú trọng đo thân nhiệt, sát khuẩn và ứng dụng công nghệ quét mã QR, quản lý lịch trình di chuyển của công nhân, hạn chế tối đa người ngoài đến liên hệ công việc tại đơn vị, cùng với đó tăng cường công tác giám sát thực hiện phòng dịch tại từng phân xưởng. Đây là những việc làm bắt buộc và trở thành giải pháp tích cực mà các doanh nghiệp và công nhân trên địa bàn thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện trong tình hình hiện nay. Thực hiện theo cái 5K của Bộ Y tế và thực hiện cái chế độ của công ty, và bản thân là bảo vệ trưởng nên số lượng công nhân rất đông, nên bản thân thường xuyên nhắc nhở công nhân và thực hiện cái việc đeo khẩu trang 100% trong giờ làm việc, và đặc biệt là không được tụ tập theo cái quy định chung của công ty, và thường xuyên nhắc nhở công nhân là trước khi vào làm việc phải sát khuẩn tay chân, và thường xuyên khi đi vệ sinh là phải rửa tay bằng xà phòng, thực hiện theo cái nguyên tắc cái chế độ của công ty. Ở công ty thì là tập trung công nhân rất là đông, thì tôi cũng lo lắng, tuy nhiên thì cũng thực hiện đúng các nguyên tắc là 5K. Khi đến công ty thì sát khuẩn, khai báo y tế, đo thân nhiệt, để làm việc đúng theo bộ phận của mình, không có đi tiếp xúc với lại những khu vực khác. Giờ sinh hoạt nghỉ ngơi thì phải thực hiện đúng theo những khung giờ của công ty quy định để tránh lây nhiễm chéo. Thứ ba là về tôi cũng sẽ huy động mọi người là tích cực tham gia phòng chống dịch cũng như là cập nhật những thông tin mà dịch của địa phương mình. Đến thời điểm này, công nhân tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đều đã được tiêm vaccine phòng dịch mũi 1, trừ trường hợp mang thai và có bệnh lý nền. Một số công nhân cũng đã được tiêm mũi 2 và đang tiếp tục triển khai tiêm. Thành phố chỉ đạo tăng cường phòng dịch trong khu cụm công nghiệp theo phương châm 4 tại chỗ, 5K cộng vaccine và công nghệ, kịp thời khoanh vùng dập dịch khi có các ca F0. Doanh nghiệp thì chủ động nâng mức phòng dịch. Những giải pháp này góp phần để doanh nghiệp đảm bảo sản xuất trong điều kiện bình thường mới. Mời quý vị cùng đến với một câu chuyện thế giới. Thưa quý vị, hôm qua Ngân hàng Thế giới thông báo các nhà tài trợ quốc tế đã nhất trí giải ngân 280 triệu đô la Mỹ cho Afghanistan.
gói viện trợ nhằm cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân quốc gia Nam Á tại thời điểm bên bờ vực khủng hoảng. Số tiền này trích từ quỹ ủy thác tái thiết Afghanistan và 100 triệu đô la Mỹ trong số này sẽ được chuyển cho quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc và chương trình lương thực thế giới được nhận 180 triệu đô la Mỹ. Hai cơ quan này sẽ sử dụng số tiền trên nhằm trang trải ngân sách còn thiếu trong các chương trình viện trợ lương thực và y tế hiện nay cho người dân Afghanistan. Liên Hợp Quốc đã nhiều lần cảnh báo rằng người dân Afghanistan đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. Khoảng 22 triệu người, tương đương hơn 50% dân số quốc gia Tây Nam Á này, có nguy cơ bị thiếu lương thực nghiêm trọng trong những tháng mùa đông, khiến hàng triệu người phải di cư hoặc bị đói. Ngày 10 tháng 12, Mexico thông báo nước này cùng Mỹ và các quốc gia ở khu vực Trung Mỹ đã thống nhất thành lập một đơn vị phản ứng nhanh đối phó với các đường dây tội phạm buôn người xuyên quốc gia. Theo Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard, đơn vị phản ứng nhanh sẽ chuyên trách điều tra, tìm kiếm và bắt giữ những người liên quan đến vụ lật xe container chở người di cư trái phép vào ngày 9 tháng 12 tại km số 9 trên đường cao tốc ở bang Chiapas, miền nam Mexico, khiến 55 người thiệt mạng và 104 người khác bị thương. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy tài xế xe container chở hơn 160 người di cư trái phép, phần lớn là từ các quốc gia Trung Mỹ, đã bị mất lái khi vào một khúc cua khiến xe đâm vào tường chắn và lật. Mặc dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của biến thể mới Omicron, chính phủ Israel vẫn cam kết tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ 2021 như dự kiến. Theo ban tổ chức, sự kiện này sẽ là cơ hội tốt giúp quốc gia Trung Đông thúc đẩy quảng bá ngành du lịch. Ông Kobi Bada, Thứ trưởng Bộ Du lịch Israel cho biết, cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ năm 2021 nằm trong kế hoạch thúc đẩy quảng bá ngành du lịch tại thành phố Eilat nói riêng và Israel nói chung. Israel đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt để đảm bảo y tế cho các thí sinh và đội ngũ nhân viên tham gia. Ngoài ra, nước này cũng tích cực quảng bá các địa điểm du lịch như các di tích lịch sử, tôn giáo, hoạt động vui chơi, du lịch và ẩm thực tại thành phố biển Eilat. Cũng theo Thứ trưởng Bada, thông qua khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi, các thí sinh hoa hậu đến từ 80 nước đã kết nối toàn thế giới, đem đến cho họ những hình ảnh đẹp nhất, đặc trưng nhất về đất nước, con người Israel. Thành phố Eilat, nơi tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ năm 2021, là một trung tâm du lịch lớn của Israel, với bến cảng và khu nghỉ mát nổi tiếng bên bờ biển đỏ. Sự kiện này sẽ được phát sóng trực tiếp tới 174 quốc gia và với khoảng 600 triệu khán giả khắp nơi trên thế giới. Kênh truyền hình Fox sẽ đảm nhận phát sóng chính vào khung giờ vàng 20 giờ tối ngày 12 tháng 12, dự kiến thu hút hàng chục triệu lượt khán giả. Quý vị hãy thử tưởng tượng một thế giới mà bạn có thể ngồi trò chuyện vui vẻ trên cùng một chiếc ghế với người bạn sống cách xa hàng nghìn cây số hoặc tham gia một buổi nhạc hội với hàng trăm nghìn người ở một sân vận động. Đó chính là Metaverse, một tầm nhìn về tương lai, nghe có vẻ viển vông, mà gã khổng lồ công nghệ Facebook coi đó như là bước nhảy vọt tiếp theo trong sự phát triển của Internet. Cũng phát triển theo dòng chảy này, hiện các triển lãm và nhạc hội cũng đã áp dụng công nghệ thực tế ảo để tạo ra một không gian riêng phục vụ khán giả của mình. Minh chứng là tại Hàn Quốc, các sự kiện văn hóa tổ chức trên nền tảng đa phủ trụ đang thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và những người yêu nghệ thuật. Dường như công nghệ tiên tiến đang mở rộng ranh giới của nghệ thuật và văn hóa truyền thống. Đây là hình ảnh của một buổi triển lãm thực tế ảo. Nhân vật của người trải nghiệm có thể tùy chọn bất cứ trang phục yêu thích nào và cũng sẽ cảm nhận được những cảm giác như đang trong một buổi triển lãm thực sự. Nền tảng không gian ảo, nơi những người tham gia có thể gặp gỡ, giao lưu, đã không còn là điều viễn vông nữa. Nhận thức được cơ hội này, giới nghệ thuật đang tập trung vào tận dụng và phát triển công nghệ mới để nâng cao trải nghiệm của mọi người. Một trong những ý tưởng được thực hiện là triển lãm nghệ thuật lớn nhất của châu Á, Urban Bridge 2021, đã được tổ chức vào tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm COS ở Hàn Quốc. Triển lãm đã sử dụng nền tảng thực tế ảo Ifland của công ty viễn thông SK tạo ra một không gian mạng để trình bày những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Thông tin vừa rồi đã khép lại một câu chuyện thế giới. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với tình hình dự báo thời tiết hôm nay. Thành phố Tam Kỳ nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 25 độ, độ ẩm từ 83 đến 93%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3.
Thị trấn núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 87 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Prao nhiều mây, có lúc có mưa, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm từ 85 đến 97%, gió nhẹ. Chương trình thông tin ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây đã hết. Quý vị và các bạn hãy luôn đồng hành cùng chúng tôi vào mỗi buổi sáng hàng ngày. Chương trình được phát sóng lúc 6 giờ và 8 giờ 30 phút hàng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chương trình trên website của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam tại địa chỉ www.qrt.vn. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.